Hôm thứ Năm vừa qua, thì công ty điện lực quốc gia Eskom của Nam Phi tuyên bố một lần nữa sẽ phải cắt điện luân phiên sau khi tình trạng mất điện xảy ra ở 5 trạm phát điện trong nước. Việc làm này có thể giúp tránh sụp đổ trên toàn hệ thống, nhưng cũng gây thiệt hại không nhỏ đến các công ty. Công ty điện lực quốc gia Eskom của Nam Phi cho biết cần cắt giảm 2.000 kW ở nhiều nơi tại Johannesburg từ sáng sớm cho tới hơn 9 giờ tối theo giờ địa phương. Ngoài ra, nhiều tuyến đường lớn trong thành phố, đèn giao thông cũng không thể hoạt động. Tuy nhiên, lo ngại nhất là một số doanh nghiệp bị thiệt hại không nhỏ vì tình trạng mất điện. Quản lý nhà hàng Great Monet nói rằng có khả năng hàng hóa trong kho sẽ bị hư hỏng vì không được đảm bảo nhiệt độ. Bình thường, giờ bán hàng của chúng tôi là từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Chúng tôi bán được là nhờ các văn phòng xung quanh đây. Vì không có điện mà chúng tôi thiệt hại gần 16.000 rand. Đó là chưa kể đến hàng hóa dự trữ trong kho có khi phải đem bỏ vì không được giữ đủ lạnh. Chuyên gia kinh tế Aja Jamin nói rằng việc hạn chế phân phối điện sẽ là một đòn giáng mạnh vào lĩnh vực sản xuất của đất nước, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp nhỏ có thể bị ảnh hưởng mà không có gì là có thể bù đắp được, đặc biệt là những doanh nghiệp cần dùng đến tủ lạnh như doanh nghiệp nhà hàng hay là hàng đông lạnh. Việc giảm điện là vô cùng tai hại. Tình trạng thiếu điện ở Nam Phi có thể gây ra những tác động toàn cầu vì đây là quốc gia sản xuất bạch kim, than đá, hàng hóa và vàng thuộc hàng top trên thế giới. Nhu cầu điện của Nam Phi thường dao động từ 30.000 đến 35.000 MW. Theo các kỹ sư của Eskom, cắt giảm điện là cách cần thiết để ngăn chặn một sự sụp đổ lớn hơn trong toàn hệ thống.